Xin chào bác, đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình cho các bác mẫu xe đạp địa hình Sava High Speed, một mẫu xe đến từ thương hiệu Đức, rất là quen thuộc với các bác chơi xe và những bác xem kênh em lâu năm. Mẫu xe này em về rất là nhiều và được các bác rất là ưa chuộng, một mẫu xe khung carbon rất là cao cấp của dòng Sava thương hiệu Đức, Sava High Speed. Hôm về hôm nay là tông màu xanh đen, phiên bản vành nhôm cao bản, vành nhôm. Thì nó có một phiên bản nữa là vành carbon, thì đây là về phiên bản vành nhôm. Mức giá chỉ có là 18.500.000, được sử dụng full bộ chuyển động full group Shimano 105R7000, phanh là 3 mảnh Techo, chạy group rất là cao cấp của dòng Shimano, group Shimano 105R7000, đủ trục rỗng, Rowell theo xe, đặt đề sau cũng là của Shimano 105. Ngoại hình của chiếc xe như các bác thấy còn rất là mới, nên giá cái độ mới của chiếc xe đó còn phải được hơn 90%. Từ những cái xích clip rất là trắng, xe đi cực kỳ là giữ gìn. Bánh nhôm cao bản, bánh 700C hay bi vòng bạc đạn, bánh nổ. Video dẹp, khí động học, toàn bộ đứng từ đây nhìn thì chiếc xe nó có một cái thiết kế khí động học để khi các bác đạp xe trên đường thì nó có tốc độ ở tối đa nó rất là cao, nó nhanh hơn những chiếc tròn. Này châu sen theo xe, mình làm sao vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe của tôi quá từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 là đi là phù hợp. Chuyển động cực kỳ là mượt mà, bấm rất là nhẹ nhàng, lên xuống êm ái. Xe 11 tầng líp và 2 tầng đĩa, 22 tốc độ khác nhau. Và giá bán của chiếc xe là 18.500.000 bao phí toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành xe 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 993. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ những chiếc xe khác để đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.